mang combat của ESID khó trọn vẹn vì một thành viên đã gặp chấn thương. Chỉ còn 2 ngày nữa là ESID sẽ tái xuất với sản phẩm mới, nhưng công ty giải trí đã đem đến một thông báo khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Chúng tôi xin đưa ra tuyên bố liên quan đến chấn thương của Klee gặp phải, cũng như kế hoạch quảng bá dành cho cô ấy. Thành viên ESID gần đây bị thương ở mắt cá chân khi di chuyển trong phòng thu. Mặc dù Klee đã nhận được sự điều trị kịp thời từ bác sĩ và đều khuyên cô ấy nên hạn chế di chuyển, tránh ảnh hưởng đến vùng mắt cá chân đang bị tổn thương. Mặc dù cả năm thành viên ESID vẫn sẽ tham gia hoạt động quảng bá cho bài hát mới, bao gồm các chương trình âm nhạc, chúng tôi lên kế hoạch giảm thiểu phần vũ đạo. Ngay từ khi Klee gặp chấn thương, cả công ty đã thảo luận nghiêm túc về vấn đề quảng bá của cô ấy. Klee quyết tâm quảng bá bài hát mới, dù phải trả giá như thế nào. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định tôn trọng mong muốn của nghệ sĩ và tạo nên điều kiện quảng bá trong ranh giới an toàn trong tình trạng cơ thể của Klee. ESID sẽ quay lại với mini album vào 15 tháng 5 khi biểu diễn trên show tập kỷ. Cũng chỉ có 4 trên 5 thành viên trong nhóm có thể đứng trên sân khấu. Cả nhóm vẫn đồng hành cùng nhau trong các đợt quảng bá tại Nhật Bản, ít nhất là cho đến tháng 5 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share, và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.